Thân chào các anh chị và các bạn. Hôm nay là mình sẽ review các chuyến tàu, chiếc cano mới cho các anh chị và các bạn xem nha. Và báo giá từng chiếc một cho các bạn, anh chị và các bạn xem. Nếu các anh chị và các bạn thích cái chiếc nào á, các anh chị copy chụp hình, chụp cái màn hình gửi qua cái email cho mình hoặc là gửi qua Zalo cho mình là mua bán ghe miền Tây gmail.com ha. Rồi và số Zalo mình có để chi tiết ở phía dưới. Bây giờ đây là mình đang review chiếc Sea Belle, chiếc này đó. Chiếc này cũng tương đối lớn, chiếc này nó có đuôi Z. Chiếc này thì khoảng tính ra tiền Việt Nam mình ở đây bên này nó bán chiếc này là 38.000 đô Úc nha các bạn. 38.000 đô Úc thì khoảng tương đương khoảng chừng 800 triệu. 800 triệu thì Việt Nam mình khoảng thôi nha các bạn. Đó, chiếc này chiếc Sea Belle. Các bạn nhớ theo dõi nha các bạn. Cái này mình đưa ra giá là cho các bạn tham khảo nha. Chiếc này là bề ngang là khoảng là 2 mét rưỡi và dài khoảng 9 thước nha các bạn. Đó. Chiếc này nói chung là cũng tương đối đầy đủ, cũng tương đối rộng nha các bạn, có phòng ngủ bên trong nha. Rồi còn chiếc kế bên này là nó chạy động cơ Mercury nè các bạn, 4 thì, chắc tốc độ cũng nhanh nè. Chiếc này là 200 mã lực đó các bạn này. Đó, chiếc này là khoảng bên đây nó bán chiếc này là second hand là khoảng 30.000, coi như là khoảng 450 triệu nha các bạn. Dạ. Ok các bạn, nãy giờ mình bị mắc có công việc cho nên là bây giờ mình quay tiếp cái chiếc cano này mới nha các bạn. Chiếc này là động cơ Marine 80 mã lực. Dạ. Chiếc này nó có hai chỗ ngồi, trong đây nó có một cái phòng phòng cho gia đình ngồi, trong đây có bàn ăn nha bạn. Chiếc này thì rẻ thôi các bạn, chiếc này khoảng bên này nó bán 9.000 thôi à. 9.000 Úc coi như tương đương khoảng chừng 120 triệu nha các bạn, 130 triệu, khoảng ở đó thôi đó. Chiếc này nó là bề dài được 4 mét rưỡi 5 mét á, bề ngang khoảng 1m8 nha các bạn. Còn chiếc này lớn thì hơn chút xíu nè. Dạ. Ok các bạn, tiếp còn đây là chiếc này cũng tương đối mạnh nha các bạn. Chiếc này thì nó hơi mắc chút xíu, chiếc này thì đi biển đi nói chung là đi biển là thôi là hết sảy. Chiếc này thì hơi to, chiếc này là bề ngang nó tới 2,5 mét, dài tới 8-9 mét. Có phòng cabin ở trên nha các bạn. Chiếc này thì mắc lắm, chiếc này tính ra thì Việt Nam khoảng 2 tỷ lận. Còn chiếc kế bên này thì rẻ hơn nè các bạn. Còn chiếc này bề dài nó là 6m8, 7m. Đó. Với chạy động cơ 9 mã lực. Avion, chiếc này thì cũng rẻ thôi. Chiếc này có khoảng tính ra tiền Việt Nam mình thì là 9.000 đô thì tương đương nói chung là khoảng 130 triệu nha các bạn. Nói chung tất cả các tàu đây là tàu đã qua sử dụng nha các bạn. Các bạn hãy cẩn thận nha. Mình chỉ là review cho giá tham khảo cho các bạn xem gì thôi, chứ không phải là nếu các bạn thích cái chiếc nào đó các bạn nhớ chụp hình và gửi qua cái email cho mình đó. Còn chiếc này cũng vậy, mà chiếc này là bề dài là 6m4, 6m3, rộng 1m8, chạy động cơ Mercury nè các bạn. Chiếc này thì giá cũng là 10.000 bên đây, nhiều khoảng 160 triệu nha các bạn. Không có hai chỗ ngồi. Chiếc này nói chung là xài thì cũng còn ok, nói chung đầy đủ tiện nghi, cũng có đầy đủ định vị rồi hết.
Còn chiếc ở bên đây cũng vậy đó các bạn. Còn chiếc, mấy chiếc này thì rẻ lắm, mấy chiếc này có 3.000 thôi. Chiếc này 3.000 nè các bạn. Đó, chiếc này 3.000. 3.000 đồng coi như khoảng 50 triệu tiền Việt Nam mình, nhưng mà không có máy nha các bạn. Chiếc này là không có máy. Hiện tại là thì họ bán là không có máy. Đó. Các bạn nhớ đăng ký và bấm cái chuông để có những video mới nhất các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, và cũng các bạn cũng hãy coi xem qua coi giống như là tham khảo giá nha bạn. Còn chiếc thuyền nhôm này các bạn là chiếc Honda 60 mã lực. Chiếc này rất là rẻ luôn. Tính ra tiền Việt Nam mình có, này chiếc này nó bán là 6.000 Úc nha bạn. 6.000 thì nói chung là khoảng 6.000, các bạn cứ tính là tùy theo thời giá của tiền Việt Nam mình, nói chung khoảng 70 triệu gì đó. Còn mấy chiếc lớn này thì nó hơi mắc chút nha các bạn. Nó còn có bốn chiếc lớn này, một là chiếc đầu tiên là số màu trắng nè, chiếc này giá khoảng 1.2 tỷ nha các bạn, khoảng 1.2 tỷ. Còn chiếc kia là mắc hơn một cái 1.5 tỷ đó, cho các bạn tham khảo thôi nha. Còn chiếc màu xanh này nè, nó có màu xanh, ba cái màu xanh này đó, là chiếc này là trên 2 tỷ nha các bạn, trên 2 tỷ nha, khoảng 2 tỷ rưỡi đó, cũng tương đối to. Chiếc này hơi to, ba chiếc màu xanh này là trên 2 tỷ rưỡi nha các bạn. Đó, nói chung là cho các bạn tham khảo giá thôi, chứ không phải gì nha các bạn. Các bạn thích chiếc nào á thì các bạn gửi email cho mình, hoặc là gửi qua Zalo cho mình, bắt các bạn chụp hình và gửi cho mình xem. Còn chiếc này thì rẻ hơn nè các bạn. Chiếc này thì họ bán 15.500, coi như là 15.500, coi như khoảng 200 triệu thì Việt Nam mình đi. Đó, 15.500 là khoảng 250 triệu. 15.000 coi như là khoảng 250 triệu. Khoảng đó nha các bạn. Chiếc này chạy động cơ Mercury. Mercury nó, chiếc này động cơ Mercury nè. Chiếc này thì ngon lắm các bạn. Chiếc này khoảng hơn 250 triệu rồi. Còn chiếc này rẻ nè các bạn, chiếc này chỉ có 5.000 thôi. Chiếc này 5.000. 5.000 coi như là khoảng 65 triệu 70 triệu tiền Nam mình nha. Còn chiếc này đó, có chiếc mà mấy cái màu xanh hồi nãy là nó có hai cái motor nha bạn. Hai cái motor là 250 mã lực lận. Hai cái là 500 mã lực. Chiếc này mạnh lắm, rất là mạnh nha các bạn. Chiếc này hơn 2 tỷ rưỡi nha các bạn đó. Nó mấy chiếc này là hơn 2 tỷ rưỡi. Đó. Các bạn nhớ xem video, nhớ đăng ký và bấm cái chuông để có những video mới nhất nha các bạn. Các bạn đừng quên cái video này của mình đang quay bán là chủ yếu là theo yêu cầu của các bạn nha các bạn. Các bạn bấm cái video các bạn xem, các bạn chụp hình và gửi qua email cho mình nha, hoặc là Zalo cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha đã xem video. Các bạn cũng nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Anh chị nào là có thích thì cứ bấm và gửi email cho mình. Cảm ơn các bạn nha. Hy vọng rằng các bạn xem video này chỉ là tính cách tham khảo nha. Mình thì sắp tới thì mình có một cái chi nhánh ở tại Gò Công nha các bạn, tỉnh Tiền Giang. Hiện tại thì mình đang ở bên Úc. Mình quay cho video này cho các bạn xem mình mua bán. Nói chung là mình cũng mua bán tất cả những cái video, mua bán tất cả các cano theo yêu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Chiếc cano này cũng hay lắm nha các bạn. Chiếc cano là chiếc giống như nó là mô tô nước vậy. Nó chạy rất là mạnh luôn. Chiếc này là bên này nó bán là tính ra tiền Việt Nam là 165 triệu nha các bạn. Đó. Với chạy động cơ là Mercury nó tới hình như là 90 mã lực thì phải. Chiếc này rất là hay, chiếc này giống như thể thao, chiếc thể thao nha các bạn. Rất là mạnh nha các bạn. Chiếc này thì bên đây nó có 4 chỗ ngồi.
và một chỗ ngồi và ba chỗ ngồi phía sau nha các bạn, cũng có đầy đủ nha các bạn. Chiếc này dạng thể thao đó, nói chung là chiếc này thì hiện tại nó bán là 160 triệu tiền Việt Nam mình nha các bạn. Để tính theo thời giá nha, mình không biết tiền đô Úc là tiền Việt Nam bữa nay bao nhiêu, anh nghĩ chắc khoảng 16-17 gì đó, thì nói chung là khoảng chiếc này nó bán 9.500, thì mình nghĩ chắc khoảng 160 triệu tiền Việt Nam mình nha các bạn. Chiếc này còn chiếc cái bên này nữa các bạn, cũng là bề ngang là một bề ngang 2 thước 2 thước 2 nha các bạn, dài khoảng 7m 8m gì đó. Chiếc này họ bán chiếc này là 28.000 Úc, coi như là tương đương khoảng 28 cho nó 30 ngàn đi, thì chiếc này thì khoảng 450 triệu nha các bạn. Chiếc này với động cơ mã lực là Honda Mercury 4 thì, chiếc này cũng mạnh các bạn. Đó, thì nói chung thì mình chỉ quay review cho các bạn xem, các bạn nhớ đăng ký và bấm cái chuông để có những video theo dõi mới nhất. Cái này là mình review giá cho các bạn xem nha, các bạn thích đó, các bạn chụp hình, mình nhắc lại là các bạn chụp hình và gửi qua email cho mình. Mình hiện tại mình đang bên Úc nha các bạn, chứ mình chưa có về Việt Nam. Các bạn đừng có nghĩ xấu mình gì nha các bạn. Đó, mình chia sẻ video này cho các bạn xem và cái giá cả bên đây cho các bạn tham khảo. Nếu có bạn các bạn cần gì thì các bạn chụp hình và gửi video cho mình, gửi cái cho mình biết nha. Cảm ơn. Okay, các bạn, ở đây là có một cái chiếc Cano này là mới tinh nha các bạn. Tàu này là đơn đặt hàng theo yêu cầu của mọi người nha các bạn. Chiếc này á, là hiện tại là nó chưa có máy móc, chưa có cái gì hết á. Chiếc vỏ tàu không đó là trị giá là 48.000 Úc, coi như là khoảng gần 1 tỷ, khoảng 800 triệu thì Việt Nam mình. Chiếc này là chưa có máy móc, chưa có gì nha các bạn. Chiếc này là họ đơn đặt hàng theo yêu cầu của mọi người. Đó, chiếc này mình quay cho các bạn xem. Chiếc này đó là hiện tại là nó chưa có gì hết. Chiếc này là mới tinh hoàn toàn 100% nha các bạn. Chiếc này là mới hoàn toàn luôn. Nó mình quay cho các bạn xem. Đó. Hiện tại là nó như vậy nè. Chiếc này tính ra tiền Việt Nam là khoảng 800 triệu. Là chưa có máy móc gì hết đó. Chiếc này mới tinh là nó sản xuất tại nước Úc nha các bạn. Còn các bạn thêm điều khiển, thêm GPS, máy định vị, nói chung là tùy theo máy móc nữa. Đó, nói chung là đại khái các bạn, mình nói cho các bạn hiểu. Nếu các bạn muốn đặt hàng giống theo cái yêu cầu của các bạn thì chiếc này mình nói là khoảng 800-900 triệu tiền Việt Nam mình nha, tùy theo thời giá của đô la lên xuống nha các bạn. Đó, sau đó các bạn gắn thêm, các chiếc này có thể gắn 200 mã lực, 115 mã lực tùy theo loại các bạn. Rồi mình sẽ review báo giá cho các bạn xem, nếu các bạn có yêu cầu quá thì cho mình hay nha. Cảm ơn các bạn nhiều, mình để tiếp theo để mình quay tất cả những cái máy motor cho các bạn xem. Thì các bạn có yêu cầu gì đó, các bạn muốn mua máy motor mới thì mình sẽ mua gửi cho các bạn nha. Tất cả là dòng Mercury nha. Nó không như máy, nó máy là 5 ngựa, 10 ngựa, 15 ngựa. Giá khoảng 40 triệu, 50 triệu có hết nha các bạn. 20 triệu, 30 triệu đó. Chiếc 5 mã lực này là khoảng 25 triệu. Đó. Và tất cả các phụ tùng nha các bạn. Nếu các bạn mong mua phụ tùng về cano đó thì các bạn cho mình hay ha, được, các bạn cứ chụp hình và gửi cho mình sẽ mua giùm các bạn thôi, chứ mình không có lấy tiền gì đâu nha các bạn. Mình review giá cho các bạn xem. Nó cái gì các bạn cho mình hay. Chiếc Mercury này, chiếc này là cái động cơ này nó đang bán là 60 mã lực. Tính ra tiền Việt Nam là 60 triệu. 100 triệu luôn nha các bạn. Hơn 100 triệu.
đó, vài hàng vài cái video cho các bạn xem. Các bạn nhớ xem video, đăng ký và bấm ủng hộ mình nha. Ok rồi, thôi các chào các bạn, cảm ơn các bạn nhiều đã xem video nha. Chiếc này là mới hoàn toàn luôn nha, luôn nha các bạn. Chiếc này là chưa có gắn gì động cơ gì đó, nó là Classic Cab 550. Nó chiếc này là bề dài là 6m3, bề ngang là 2m2 nha các bạn. Mới hoàn toàn nguyên bộ mà chưa, cái này theo đơn đặt hàng thôi. Mình quay video này cho các bạn xem để tham khảo giá thôi. Đó, chiếc này là có đầy đủ, cũng có một cái phòng ngủ bên trong nha các bạn. Phòng nó chưa có gì hết á. Nói chung là chiếc này là khoảng là tính ra tiền Việt Nam mình là 600 triệu nha các bạn. 600 triệu chưa có gì hết nha các bạn. Còn các bạn gắn motor thì thêm tiền, gắn nói chung là gắn những cái phụ kiện đều vô là thêm tiền. Chiếc này đóng tại bên nước Úc nha các bạn. Đó. Và nó vài cái video cho các bạn xem vậy thôi. Các bạn nhớ, cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã xem video ủng hộ mình nha. Có những cái video nào hay mình sẽ báo giá cho các bạn tiếp. Chúc các bạn và gia đình nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nha. Các bạn nhớ xem video, đừng có nói mình nha. Mình mua bán theo yêu cầu của các bạn thôi, chứ mình không có lời lớn gì ở đây trên đây nhiều nha các bạn. Ok rồi thôi, chào các bạn, cảm ơn các bạn nhiều. Đó, còn chiếc này thì ngon lắm nè các bạn. Chiếc này chiếc dành cho thể thao. Chiếc này thì hơi mắc đó nha bạn. Chiếc này động cơ Meco đi, chiếc này tới 115 mã lực. Chiếc này đi biển thì hết sảy nha các bạn. Chiếc này chạy khoảng 120 cây số một giờ đó ạ. Chiếc này giá bán là 1 tỷ 3 nha các bạn. Hơn 1 tỷ 3 là khoảng 70.000 tiền Việt Nam Úc nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Rồi các bạn, chào các bạn nha, thân chào các bạn. Hẹn lại các bạn sau. Video clip sau nha.